Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn một tình huống mà thường xuyên xảy ra trong cái doanh nghiệp của các bạn. Là khi công ty của các bạn á, mà có tiền nhàn rỗi á, thì thay vì các bạn đem gửi ngân hàng, thì các bạn cho những cái công ty hay cho những cá nhân khác để vay. Thì 100% trong tình huống đây là vay có lãi suất các bạn. Chứ không thể nào mà các bạn cho mượn được. Các bạn nên nhớ nha. Các bạn mà lấy tiền công ty mà cho công ty khác mượn hoặc là cho cá nhân mượn không tính lãi 100% thuế sẽ ấn định thuế. Còn ở đây là tôi giả sử là công ty mình cho công ty khác vay và cho cá nhân vay thì trong tình huống này là có tính lãi thì lúc này mình sẽ hạch toán làm sao. Và các bạn nên nhớ là công ty mà cho công ty khác vay là bắt buộc phải chuyển khoản nha các bạn. Còn công ty mà cho cá nhân vay thì có thể chuyển khoản hoặc là tiền mặt vẫn ok. Thì giả sử là trong tình huống này hợp đồng có quy định là lãi vay và nợ gốc sẽ nhận được vào ngày đáo hạn. Rồi các bạn rõ không? Ví dụ như cho vay 12 tháng thì lãi vay và gốc sẽ nhận được khi mà hết hạn 12 tháng mới nhận được. Được không? Như vậy câu hỏi đặt ra là mình là kế toán bên cho vay, mình ghi nhận cái khoản lãi cho vay đó đó tại cái ngày mà nhận được tiền hay là ghi nhận vào cuối mỗi tháng. Rồi các bạn rõ được cái ý chưa? Mình cho vay 12 tháng thì mỗi tháng có tính lãi đều thể hiện trên hợp đồng. Nhưng mà cái khoản lãi đó sẽ nhận được vào khi đáo hạn, tức là khi hết hạn. Vậy câu hỏi đặt ra mình ghi nhận doanh thu tài chính năm 15 vào cuối mỗi tháng hay là vào cái ngày mà cái bên mà đi vay trả tiền cho các bạn. Và xin trả lời luôn là các bạn sẽ ghi nhận vào cuối mỗi tháng. Bởi vì trên hợp đồng nói rõ vấn đề là tiền lãi sẽ được tính vào cuối mỗi tháng. Còn tiền lãi nhận được là khi đáo hạn. Như vậy các bạn sẽ ghi nhận vào năm 15 vào cuối mỗi mỗi tháng. Cuối mỗi tháng các bạn là công ty bên cho vay, các bạn sẽ xuất hóa đơn cho bên đi vay về cái khoản mà lãi cho vay này. Đây là một cái dịch vụ mà không chịu thuế. Các bạn sẽ ghi nợ 1388 và có năm 15 vào cuối mỗi tháng. Nhớ là vào cuối mỗi tháng nha. Bởi vì sao ghi cuối mỗi tháng? Bởi vì trong hợp đồng đó quy định làm sao tính lãi vào cuối mỗi tháng. Như vậy cuối mỗi tháng là bên đi vay đã phát sinh nghĩa vụ phải trả và bên cho vay đã phát sinh quyền phải thu khoản lãi này rồi thì mình phải ghi vào cuối mỗi tháng. Được chưa? Cái này là nó đã có công văn 3782 rồi của Tổng cục Thuế ngày 25 tháng 8 năm 2023 có quy định rất là rõ chỗ này nè. Đối với trường hợp cho vay có kỳ hạn trả lãi cụ thể theo hợp đồng vay thì doanh nghiệp phải ghi nhận vào doanh thu tài chính của kỳ hạn phát sinh lãi vay phải thu, không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp cho vay đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Rồi các bạn rõ chưa? Các bạn nào mà không ghi nhận là bị sai nha. Được chưa? Vào cuối mỗi tháng bên cho vay sẽ xuất hóa đơn lãi cho vay cho cá nhân hoặc là một cái doanh nghiệp nào đó. Đây là mặt hàng không chịu thuế. Nhớ là mặt hàng không chịu thuế thì cái thằng VAT đầu vào dùng chung cho doanh thu chịu thuế và không chịu thuế thì sẽ tiến hành được phân bổ chia doanh thu chịu thuế chia cho tổng doanh thu. Rồi các bạn nhớ cái này chưa? Rồi các bạn thấy video này hay hữu ích cho tôi lượt like, comment, share về tường Facebook cá nhân cho nhiều bạn cùng xem. Các bạn muốn theo dõi kênh của tôi bằng cách là lên kênh YouTube nè. Các bạn gõ từ khóa là tự học kế toán, các bạn bấm vào đây. Đây bấm vào Tấn Hải Bùi hoặc là bấm vào một cái video nào đó. Rồi. Các bạn kế bên Tấn Hải Bùi nó có từ đăng ký kênh hoặc là subscribe, các bạn bấm vào. Và nhớ bấm vào cái chuông giống như này nè, để mỗi lần tôi ra video vào 8 giờ 30 tối các bạn là người đầu tiên sẽ nhận được cái video này. Ủng hộ tôi bằng cách bấm nút cảm ơn nè. Mua những ảnh động này bằng một số tiền cụ thể bấm mua và gửi được không? Hoặc là chuyển khoản trực tiếp cho tôi. Số tài khoản đây. Rồi. Nếu các bạn ủng hộ sách thì vào trang sách kế toán này .org này. Đó, có rất là nhiều loại sách ở đây để các bạn mua. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn trong video tiếp theo nha. Chào tạm biệt.